chào quý cô chú, anh chị nhà đầu tư đã quay trở lại kênh của Thanh Nhi Bất Động Sản Tây Ninh. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu cho quý cô chú anh chị mình xem một cặp nhà tại Bù Năng nha cô chú anh chị. Rồi thì bây giờ em sẽ ra con đường trước mắt em giới thiệu cho anh chị xem. Thì cái con đường trước này là con đường lớn nha anh chị, con đường 8m. Cái hướng này anh chị đi thẳng nó sẽ ra là đường Bầu Cốp nha, đường Bù Năng Chà Là. Đó, thì mình đi ra cái đường Bầu Cốp là khoảng 350m thôi anh chị. Anh chị đi thẳng ra quẹo phải là mình sẽ đi thẳng ra con đường nhựa Bầu Cốp 350m thôi. Thì ra tới đường nhựa Bầu Cốp thì anh chị sẽ đi chợ, đi trường học, đi ủy ban rồi ha anh chị. Xung quanh thì nhà cửa ở là san sát nhau. Khu dân cư nha anh chị, ở đây là khu dân cư nha. Và vô túc mít ở trong nữa là còn vài căn nhà nữa. Nhưng mà hiện tại á, cái đường đi vô tới trong là nó là vô ruộng của dân ở đây nha anh chị. Hiện tại là chưa có mở đường. Đây thì bên đây là có một căn nhà. Này, hai căn này là đang kêu bán nha cô chú anh chị. Là một cặp nhà đó. Đó anh chị xem ha, thì đây là cái phần cổng rào nha cô chú anh chị. Hai căn này mình như nhau, diện tích cũng như nhau luôn, mình chỉ sai là về cái màu sắc là mình sẽ khác. Còn kiểu dáng với lại diện tích là như nhau nha cô chú anh chị. Thì cái nhà của mình là bề ngang là 5m, chiều dài vô là 31m, thổ cư là được 100% luôn. Đất của mình sẽ có giá trị cao nha cô chú anh chị. Thì đây là cái mặt diện của căn nhà. Bậc thềm sẽ là bậc thềm 3 cấp. Ở trên nhà của mình là được dán gạch lên tới nóc hết rồi. Cho nên là rất là sạch sẽ ha. Khi mà có dán gạch như vậy anh chị lau chùi với lại cái mức độ mà thời gian xài bền á, nó lâu hơn là anh chị tu bê nhiều khi thời gian nó đóng bụi, đóng dơ này kia, nó xuống cấp á anh chị ha. Ở trên này là trần thạch cao. Và em sẽ bật mí cái giá cho anh chị mình biết luôn. Nhà của mình là 3 phòng ngủ nha. Giá rất là mềm. Chỉ với 1 tỷ 180 triệu một căn thôi nha cô chú anh chị. Đấy, 1 tỷ 180 triệu một căn, có căn nhà 5m, hậu dài 31, thổ cư full. Quay về hướng đông. Quay về hướng đông luôn ha. Rất là rẻ luôn, nhà mình là được 3 phòng ngủ. Rất là tuyệt vời. Hiện tại anh chị mà anh chị kiếm nhà mà 5m 3 phòng á, phải nằm giá từ 1 tỷ 2 trở lên. 1 tỷ 2 50 trở lên ha, mới có nhà 3 phòng, 5m 3 phòng ngủ như cái căn này. Thì lý do căn này rẻ là vị trí. Thì nãy anh chị thấy là em quay vô cái đường á, là vô trong là nó quay vô cái ruộng. Vô trong là nó ruộng nhà người ta rồi, nhưng mà cái đó là không thành vấn đề đâu. Tại vì anh chị đi ra đường nhựa lớn, đường nhựa Bù Cốp là chỉ có 350m thôi. Đường phía ngoài là đường thông, thông rất là nhiều hướng luôn. Đường lớn, đường này đường xe tải vô nha anh chị. Ngay chỗ này là có giếng trời nè, lấy ánh sáng tự nhiên luôn. Đấy, anh chị thấy rõ không ta? Đấy, giếng trời ha. Rồi đây là phòng ngủ thứ nhất. À, đúng là phòng trần thả nha cô chú anh chị. Đây là cái đèn ngủ hả? Thì gạch này là gạch khổ 60 nha. Chiều dài căn phòng này là được 6 viên gạch khổ 60. Chiều ngang là 5 viên với 1 miếng nữa. Đấy. Phòng ngủ thứ hai nè anh chị. Nói chung phòng ngủ này là diện tích nó rộng chứ không có nhỏ đâu nha. Diện tích này rộng. Thì gạch này là em thấy nó dán lên cao lên tới 1,5m rồi đó. Thì xung quanh cái vị trí của ngôi nhà mình là tiện ích là đầy đủ nha. Anh chị đi ra thẳng con đường nhựa đó, hồi nãy em chỉ là 350m là đi qua bên kia đường sẽ là đi chợ Bù Năng. Đó. Từ đường nhựa đó anh chị đi lại chợ Bù Năng, đi ngược lên hướng ngã ba là sẽ gặp chợ bên tay phải. Thì chợ với lại từ ngay chợ đó anh chị đi lại nhà mình là khoảng 500m thôi. Đây là không gian phòng bếp nha, em bật đèn lên. Ngay chỗ bếp của mình là có làm gió nè, nhưng mà được lắp kính cường lực bảo vệ rồi, như khi mưa tả anh chị.
kệ tủ của mình nè. Giá 1 tỷ 180 triệu còn thương lượng luôn, vậy là rất là mềm. Mặt bếp là đá hoa cương, xịn sò luôn nha. Đó, nguyên một tảng đá lớn, bự thiệt bự ha anh chị. Đá hoa cương ha. Đó. Viền rồi cũng là đá hoa cương hết. Chắc chắn là nhìn nó đẹp lắm. Nhìn nó sang. Còn anh chị mà đi thẳng nữa, xuyên qua đường 781 là xuyên qua đường Hồ Cốc sẽ là đường 781 ha anh chị. Đây. Ấn sau không gian bếp của mình nè. À, nó ngay chỗ này có cái sân nước nhỏ, ở trong nhà này có hai cái vị toilet ha, nhà tắm riêng rồi wc riêng. Không gian phía sau nè cô chú anh chị. Bồn nước là mình có chân đàng hoàng ha, chân riêng luôn. Ngay chỗ sau là còn cái khoảng sân vui đồ rất là rộng luôn, thoải mái. Đây chiều dài hậu nhà mình rất là dài mà hậu dài tới 31 mấy luôn. Ở trên là có lưới bảo vệ an toàn hết rồi. Đi lên mình xem lại một lần nữa ha cô chú anh chị. Thì bến xe An Sương Hồ Chí Minh mà anh chị lại đây là 72 cây số nha. 72 cây. Bến xe An Sương Hồ Chí Minh về nhà mình 72 cây. Một cặp nhà luôn, cô chú anh chị mua cho con cái rồi ở gần gần nhau như vậy rất là tiện nghi luôn ha. Rất là đẹp, nhà rộng đẹp thoải mái. Sân này đậu xe hơi, hiện tại làm đậu một chiếc xe của em xe máy. Thì chiều dài đó nó còn dư một khúc nữa nè ha. Dư một khúc dài nữa nè, đó. Để cho anh chị hình dung được hang đậu được mấy chiếc cái nữa, chục chiếc xe máy luôn. Dư sức. Rồi quý cô chú anh chị mình qua đây mình xem cái các nhà kế bên nữa ha. Như nhau thôi, diện tích rồi cũng như nhau mà kiểu như là nó khác về cái phần màu thôi ha anh chị. Đó, thì bên kia nó màu xanh. Màu xanh mấy cái đường chỉ thì bên đây màu cam ha. Cũng là bậc thềm 3 cấp luôn nha. Để mở cửa vô cho anh chị xem. Rất là đẹp luôn nha, ngay chỗ này có cửa sổ, bên kia cũng vậy luôn. À bên kia hồi nãy là em quên quay cái cửa sổ cho anh chị mình xem, là bên kia mở ra là cái cửa sổ là phần đất trống, cái bên này rất là thoáng mát luôn. Anh chị nào mình hợp với màu cam thì lấy căn này ha, còn hợp với màu xanh thì lấy căn bên kia. Hai cái phong thủy khác nhau ha. Đấy, à bên đây được làm cửa gỗ nè cô chú anh chị, bên kia thì làm cửa nhôm sinh pha, bên này làm cửa gỗ nè. Mẫu trần la phong cũng khác mà mẫu gạch ở dưới cũng khác luôn, tại vì đi theo cái tông màu nhà của chú anh chị gạch đó ha. Ba phòng ngủ nhưng mà bên này là cửa gỗ nè, diện tích phòng như nhau, tại vì này chung một thửa đất tách thửa ra đó cô chú anh chị. Y như vậy luôn á. Ở sau là mình cũng có cái phơi đồ má anh chị nha. Nhà tắm nè, bên đây là nhà vệ sinh ấy với si, còn bên này là nhà tắm nha cô chú anh chị. Gạch cũng là ốp lên tới trần hết luôn rồi. Nhà bên đây để mở cửa sổ bên đây là có nó thoáng không ha. Bên đây cũng còn thoáng nha anh chị, còn một khoảng lớn đất nè, trên là còn thoáng, gió vừa mở ra cái gió nó hù luôn, mát. Rồi thì cô chú với anh chị nào mình hợp với cặp nhà này hướng này kia thích thì anh chị liên hệ liền cho em ha, alo, em giữ giá tốt cho. Bây giờ là mới hoàn thiện xong nên là giá nó sẽ còn rất là ưu đãi nhiều. Đó anh chị thấy không, cái cặp cổng này nhìn rất là đẹp sang luôn. Nhớ nha anh chị, nhà mình năm về 31 hữu cư full, quay về hướng đông, giá 1 tỷ 180 triệu một căn. Còn thương lượng nha, cho quý cô chú anh chị là mình thiện chí. Thì bây giờ là hết video em rồi, em cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi video. Chúc anh chị một ngày xem video thật là tốt lành, một ngày làm việc thật là hiệu quả ha.